là một trong những hệ máy chơi game phát triển mạnh mẽ nhất trong vài năm trở lại đây. Vì thế, không chỉ có PC console mới sở hữu những tựa game offline chất lượng, mà nền tảng di động nhỏ bé cũng xuất hiện những cái tên làm người chơi phải điên cuồng, được chuyển thể từ những huyền thoại đi trước đã được khẳng định tên tuổi, hay là những tựa game offline mới gắn cái mác độc quyền cho những thiết bị Android, iOS. Và chất lượng của chúng thì tỏ ra không hề thua kém những tựa game ở nền tảng khác. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến game thủ chúng ta khó lòng tiếp cận những tựa game offline di động chính là giá bán của chúng còn khá cao so với đại bộ phận người chơi game di động Việt Nam, khiến không ít bạn trẻ phải từ bỏ ngay từ khi nhìn thấy giá bán của chúng. Mặc dù vậy, cái gì cũng có cái giá của nó. Và nếu chấp nhận bỏ tiền mua game thì bạn sẽ hoàn toàn cam kết về chất lượng của trò chơi, thay vì đâm đầu vào những tựa game hút máu mà kém chất lượng đã bán chứa hiện nay. Kill Bill là tựa game di động thuộc loại ám sát mục tiêu đến từ nhà làm game Hàn Quốc. Tham gia trò chơi, bạn sẽ đóng vai một sát thủ với khả năng bắn tỉa siêu hạng, cùng với đó nhiệm vụ ám sát mục tiêu chỉ định sẵn. Tuy nhiên, điểm hấp dẫn là game thủ không thể nhận dạng ngay mục tiêu, mà phải tự tìm kiếm ở những địa điểm như thành phố, doanh trại với những khoảng thời gian khác nhau và giữa một rừng người qua lại. Bạn cần phải xác định mục tiêu của mình rồi sau đó mới tiến hành phát bắn, và cần chú ý phát bắn vào chính xác đầu mục tiêu thì mới bị hạ gục hoàn toàn. Và nếu bắn chượt hoặc trúng bộ phận khác thì mục tiêu và những người xung quanh sẽ náo loạn, khiến cho bạn khó lòng mà tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vì thế, nếu game thủ đang cần một tựa game giải trí giết thời gian hiệu quả, thì đây sẽ là tựa game hoàn toàn hợp lý cho nhu cầu đó của bạn. Spirit Rouge là tựa game di động mới toanh vừa được cập nhật trên kho ứng dụng App Store. Theo đó, sản phẩm này vẫn giữ lối chơi đặc trưng của thời game đi cảnh, với những môi trường đa dạng khác nhau và nhiệm vụ của game thủ là chinh phục tất cả. Tuy nhiên, phong cách đi cảnh của game lại tỏ ra khác biệt, từ hành động tránh né chướng ngại vật cho đến di chuyển leo trèo đều tỏ ra trơn tru và bao gồm đầy đủ yếu tố hiện đại nhất mà một tựa game đi cảnh cần có. Ngoài ra, thật là thiếu sót khi không nhắc đến sự đầu tư kỹ lưỡng và chăm chút đến từ đồ họa, khi mỗi khung hình và cách thiết kế màn chơi đều vô cùng hợp lý với lối chơi trên di động, cho đến những chi tiết thể hiện một cách liền mạch chuyển động chân thật, đã đóng góp một phần không nhỏ dẫn đến sự thành công của tựa game này. Hiện tại game mới chỉ có mặt trên iOS với giá 109.000 đồng, còn phiên bản Android phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể ra mắt. The Stillness of the Wind là tựa game full loop hấp dẫn xuất hiện lần đầu trên Steam, và mới đây phiên bản di động của nó cũng đã xuất hiện trên iOS. Câu chuyện trong game bắt đầu khi từng người dân trong làng bỏ ra đi. Họ tìm đến thành phố lớn để cứu vận may và ước mơ đổi đời. Thế nhưng thay vì bỏ làng ra đi thì Tama lại lựa chọn ở lại. Vào những năm cuối đời, bạn duy trì nếp sống đơn giản của mình. Hàng ngày bạn dành toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc nhà cửa, nuôi dê và nhận những lá thư khó hiểu từ người thân đang sống ở thành phố. Trong game, nhiệm vụ của bạn là duy trì nếp sống sinh hoạt cá nhân, chăn nuôi trồng trọt. Bạn có thể chăm sóc dê và làm phô mai từ sữa dê, hay thu lượm trứng, nấu ăn, trồng rau cũng như trao đổi hàng hóa với người đưa thư. Và chính sự đơn giản đó sẽ kể cho bạn câu chuyện về cuộc đời và sự mất mát. Kết hợp giữa phong cách full loop và mô phỏng sẽ tạo nên một không gian game tương tác cao. Lost Echo. Mặc dù không phải là tựa game miễn phí trên những thiết bị di động, và bạn phải bỏ 90.000 đồng để mua game, nhưng nó tạo ra hoàn toàn xứng đáng, vì chứa đựng đầy đủ mọi tố chất của một siêu phẩm game offline chính hiệu, bao gồm nền đồ họa sắc nét đẹp như tranh vẽ, đi kèm cốt truyện hấp dẫn sự kỳ lưỡng từ nhà làm game, và cuối cùng là cơ chế gameplay đơn giản và dễ điều khiển trên thiết bị di động. Theo đó, game lựa chọn cho mình phong cách của thời game full loop giải đố, đi kèm những mini game và khả năng tương tác mạnh mẽ với nhiều nhân vật. Vì thế, bạn không chỉ đơn thuần là hóa giải câu đố mà game đưa ra,
mà thông qua việc giải đố dần dần cốt truyện của game sẽ được hé lộ và đưa bạn với nhân vật chính vén bức màn bí ẩn xảy ra trong game. Vì thế nếu đã nhàm chán với những tựa game online kịch tính thì sản phẩm này sẽ là khoảng lặng tuyệt vời cho bạn đổi gió. Ditchers là tựa game chiến thuật sinh tồn kết hợp kinh dị vừa đặt chân lên mobile. Trong game bạn sẽ đóng vai thành viên đội nghiên cứu khoa học, bắt buộc phải lại căn cứ Bắc Cực sau khi trực thăng của họ gặp nạn. Tuy nhiên mặt khác ở đây cũng xuất hiện những sinh vật ngoài hành tinh bí ẩn và sẽ hấp thụ sự sống của bất cứ con người nào xuất hiện trước mặt chúng. Và giống như mọi tựa game sinh tồn khác, bạn phải đảm bảo mọi thành viên có sức khỏe tốt bằng việc cho họ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, cũng như điều khiển họ thu được thêm tài nguyên và thức ăn. Đặc biệt game còn áp dụng những bản đồ ngẫu nhiên và những nhiệm vụ cũng được tạo ngẫu nhiên mỗi khi trò chơi bắt đầu. Tuy nhiên ở một số màn chơi đặc biệt thì sự lựa chọn của game thủ sẽ ảnh hưởng đến hậu quả về sau, là nhân tố khiến game trở nên mới mẻ và làm người chơi không ngừng khám phá. The beasts appeared out of nowhere and seemed unstoppable. However, local authorities claim to have found a solution and say the situation is under control. Alpha team, we're approaching the landing zone. I hope they're right about the source and the virus is being here. Are they even sure it's a virus? Press on, you're all we have. You're our last hope. Into the Dead 2 Godbutcher. Chào sân game thủ di động vào đầu năm 2018. Từ game này đã sớm tạo nên một cơn bão trong làng game toàn cầu. Với đồ họa đẹp mắt đi cùng gameplay hành động nhiệt độ cao, cho game thủ vùng vẫy giữa cơn bão zombie thuộc hàng đứng đầu nền tảng di động hiện nay. Tuy nhiên không chỉ vậy, từ game FPS kết hợp thể loại chạy vô tận này đã liên tục chào sân những bản update với nhiều nội dung phong phú cho game thủ trải nghiệm. Và tiếp tục truyền thống đó, game vừa thêm thắt bản update mang tên Godbutcher. Và thay vì chống lại mối đe dọa đến từ zombie như thường lệ, thì lần này bạn sẽ lên đường tàn sát những bóng ma thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Có thể nhận ra huyền thoại game zombie này luôn một cách làm mới mẻ mình. Tuy nhiên với khung cảnh rừng rậm u ám và cây cối đổ sập khắp nơi, thì có lẽ thử thách trong bản cập nhật lần này là không hề nhỏ đối với game thủ. Human Fall Flat là một trong những tựa game chuyển thể từ PC console được mong chờ nhất 2019. Tại đây, người chơi sẽ vào vai một anh chàng có tên Bob. Anh chàng này tuy rằng không có năng lực đặc biệt gì, nhưng nếu có đầy đủ công cụ hỗ trợ trong tay thì anh ta có thể làm những việc phi thường. Thế giới trong game sẽ áp dụng đặc tính vật lý cơ bản để từ đó dựng nên câu chuyện với những màn đối vui thông minh và hài hước. Và sở dĩ game chiếm được cảm tình của rất nhiều người chơi chính là nhờ việc sử dụng quy luật vật lý vô cùng chân thật. Khi người chơi sẽ được khiển những vật thu lượm vật phẩm leo trèo bằng tay quan sát bằng đầu, cùng với tính năng tùy biến nhân vật thiện có vẻ bên ngoài, khi mà có thể tô màu cho nhân vật với những dải màu độc đáo. Và điều tuyệt vời là mọi thứ đều hợp lý tạo nên một hành trình vô cùng hấp dẫn, giống như câu đố vui và cần có lời giải thông qua hành động thực tế. Link's Path of Archon là tựa game giải đố với đồ họa tuyệt đẹp được xem là đối trọng của Monument Valley. Tuy vậy, mặc dù tạo cho người chơi cảm giác đơn giản ngay từ ban đầu, nhưng càng về sau thì người chơi mới cảm nhận được độ khó thực sự mà game mang lại. Những thao tác từ dễ đến khó đều yêu cầu sự tập trung và phản xạ nhanh nhạy của người chơi. Có thể nó sẽ không thỏa mãn được những ai tìm kiếm một tựa game thư giãn đúng nghĩa, nhưng sẽ là đáng tiếc nếu bạn không thử qua tựa game này dù chỉ một lần. Và tất nhiên bạn không thể nào tận hưởng toàn bộ tinh túy của nó qua một lần chơi. Vì vậy hãy trải nghiệm và tự rút ra cho mình những kinh nghiệm, có thể sẽ phần nào tối đa hóa trải nghiệm chơi game của mình một cách tốt nhất. Tuy nhiên công bằng mà nói, đồ họa của game còn khá đơn giản,
cùng với những vật lý không mới mẻ nhưng lại đòi hỏi sự khéo léo trong di chuyển, và sẽ là tựa game không phù hợp cho những ai không có sự kiên nhẫn. Tableman Mobile. Trong game, nhân vật của bạn sẽ có khả năng đặc biệt là hoán đổi chữ cái thay đổi môi trường. Và mặc dù tưởng chừng đơn giản với những màn đầu tiên, nhưng càng về sau game càng chứng tỏ là vô cùng khó và hắc não kinh điển. Thế giới trong game tương tự như chính thân thể của bạn, được tạo nên từ những ký tự có nghĩa hoặc là vô nghĩa chủ yếu dựa vào người chơi. Game thủ có thể tùy tác động vào môi trường xung quanh mình và tự do quyết định số mệnh, đúng như lời tựa game nói rằng mỗi câu chữ có thể là một lời chúc phúc mà cũng có thể là một câu nguyền rủa. Tuy nhiên, đáng tiếc đây là điểm sáng duy nhất mà game mang lại bên cạnh nền đồ họa u tối. Và phần còn lại của game chỉ là những pha leo trèo bay nhảy bình thường, cũng như không có điểm đột phá nào về lối chơi so với những tựa game cùng thời loại. Vì thế khó mà gắn tưởng thực sự với những tín đồ game offline khó tính trên di động. Ngoài ra, link tải game bạn có thể tìm thấy đầu tiên trong phần mô tả. Và nếu có ý kiến đánh giá nào thì bạn đừng quên bình luận cho mình biết. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu và vấn đề liên quan cho mình tại fanpage. Đừng quên ấn like, share và đăng ký nếu bạn cảm thấy video của mình thích hợp với bạn. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.